con đường đến cõi lành hân hoan trong giới trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Dạ, bây giờ đã thấy Trần Phụng. Dạ, kính mời Trần Phụng. Dạ, Nam Mô Bích Hà Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Kha Giác. Dạ, con cảm ơn, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, bốn pháp phẩm 1, bài 107 La Mã. Này các tỷ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỷ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ pháp ái sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, vận tận khổ đau, có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ắt an ổn vô thượng, từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được. Y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngoài, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn, các vị trú gia đình. Ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thể, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập tìm hiểu ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Dạ hết. Dạ, con cảm ơn chú Vát Thanh Á đã bốc bài. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Sa thu lành thầy, nhân phụ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, bốn pháp phẩm 1, bài 107 La Mã. Này các tỷ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng sông nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, có cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo, các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi. Nhờ vậy, tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn, các vị chú gia đình. Ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định. Ở đây hành chỉ pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới. Họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Dạ hết. Athana
mời Sít Sít Nhật Huỳnh, Sít Đại Minh, ai nữa? Dạ, mời Sít Đại Nhật Huỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý Tu Nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn con tri ân cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, Nữ Huỳnh Giờ, Ái Minh. Có việc tùm lên mới chơi ngỏng quá. Có nghe quý anh chị đọc mà không có tặng hoa được. Dạ, con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bú Ta Cá chương 4, bốn pháp phẩm 1, bài 107 La Mã. Này các tỳ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, phẩm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị chú gia đình ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Dạ, con đã trả bài xong, kính dâng bích lại đạo tràng. Dạ, sa thủ đành thai, kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn cô Tu Nữ Tề Duyên và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô Tu Nữ Thâm Mát Nhật Quỳnh kính lễ cô Tu Nữ Thâm Mát Chá Rí vừa vào đạo tràng. Cô ơi, hôm nay cô có cầm mít được không? Cô có thể ông bài được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Tina ơi, bàn tay đâu rồi? Tina, đưa bàn tay lên ông bài để Nhật Quỳnh khóa sổ rồi mất quyền lợi nha Tina. Alo, Tina đâu rồi? Tina có cầm mít được không? Sao bữa nay vào trong ngồi im ru vậy? Dạ, không thấy tín hiệu của cô Tu Nữ Thâm Mát Chá Rí, cũng không thấy tín hiệu của Sích Tina. Dạ, con xin được ông bài Kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học Kinh Tiểu Bộ Itibuddhaka chương 44 pháp phẩm 1 La Mã, bài 107 La Mã. Này các tỳ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọ, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vị tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị trú gia đình
ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thể, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định. Ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Và bản chánh văn đến đây đã hết. Và Tina dạ mến chào Sích Trần Đạo. Và Tina Trần Đạo có ai không thì cho Nhật Quỳnh xin một bàn tay. Nhật Quỳnh nhường mít à, để Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. Dạ kính chào Đức bạn về giờ đạo tràng. Rồi mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô thư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Y Tiết Quốc Tắc Cáp, chương 4, 4 pháp phẩm 1, bài 107, La Mã. Này các tỳ kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm và trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ vì các thầy thuyết pháp cho họ. Pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn, vô thượng, từ cái vị có nhà. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo, các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn các vị trú gia đình. Ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thể, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ. Họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý cô thư nữ và đạo tràng. Dạ, sa thủ lành tay. À, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Khích Tina. Dạ, Trần Đạo ơi, Trần Đạo có ôn bài không Trần Đạo ơi? Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Trần Đạo cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Rồi, mời Trần Đạo nha. Dạ,
hành trì pháp, con đường đến cõi lành, thân quan tâm thế giới. Họ sống được quan hệ như điều họ mong muốn. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bắt bài ạ. Dạ, xin gửi mít lại cho chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sức Trần Đạo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Răng Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức Trần Đạo, Trích Thi Na, cô Ây Minh, Minh Vá Tha Ná, sức Trần Phận, cô tu nữ Tị Viên và sức Răng Đông đã hoan hỷ ông bài tiểu bộ kinh 107 La Mã. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ đến học bài mới là 100 là tiểu bộ kinh 108 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Ta Sa. Chúng sanh tất cả bướm hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vượng lộc cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi gấp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Thân nên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Quát Tha Na cho bài học. Bài học hôm nay kinh tiểu bộ Itibuddhaka chương 44 pháp phẩm 1 bài 108 La Mã. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào lừa đảo, ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả, hỗn hào, vô lễ, không định tĩnh. Này các tỳ kheo ấy không đệ tử của ta. Này các tỳ kheo ấy rơi khỏi pháp bạo lực này. Và này các tỳ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp bạo lực này. Này và này các tỳ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh. Này các tỳ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các tỳ kheo ấy không rơi khỏi pháp và luật này. Và này các tỳ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng trong pháp và luật này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo, lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố, khéo định, họ lớn mạnh trong pháp được bậc chánh giác giảng.
Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đúc thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. À. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Mấy hôm nay thì cái đường truyền rất là yếu, nghe không có được, cho nên là cứ rớt lên rớt xuống hoài, không có được rõ, nghe cũng không được mà cứ rớt lên rớt xuống. Hy vọng là chúng tôi cố gắng để vô, khi nào mà quý vị nghe không được thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Dạ. Mà quý vị nghe rõ đó, thì có lẽ là tại ở chùa đó có vài ba người là xài, cho nên là xài cái đường nét đó, cho nên là lúc mà chúng tôi vô mạng vô banh thoát đó, thì những cái người đó cùng lên đó, thì tự nhiên nó yếu lại, nó nghe không được. Chúng tôi mới vừa nói một cái anh thiện nam, anh không có vô trong mạng, không có nên lên trên những cái YouTube làm cho cái đường truyền nó yếu lại. Thì ảnh nghe lời chúng tôi, ảnh không có vô, thì bây giờ thì nghe được đỡ đỡ được chút, cũng không biết là nó có rõ luôn hay không. Thôi bây giờ khỏi có mất thời gian của quý vị, theo khi giảng thì chúng tôi sẽ hướng về cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Á Phí Qua Đê Mí Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Tọa. Soa kha tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nắc mát sa mí nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc tiếp thực hiện tiền Phật thời gian. Su ba ti ba nô phá gá quá tô sa quá ca sang cô sang khăn nắc mát sa mí nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức quý cô nữ thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cái bài học hôm nay đó là cái bài học số 108 La Mã. Ở trong nội dung của cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo nói riêng và nói chung là những người tu của chúng ta, trong đó có giới xuất gia cũng như là giới cư sĩ Phật tử. Mặc dù là cái nội dung kinh thì Đức Phật trực tiếp dạy cho chư tỳ kheo, nhưng mà chúng ta hiểu là Đức Phật dạy cho tứ chúng. Đời sống tu tập của chúng ta đó thì có cái hai cái hạng xuất gia cũng như là hạng tại gia cư sĩ. Đức Phật ngài dạy rằng là một vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo nào mà sống lừa đảo, đó là một, ngoan cố lắm mồm lắm miệng, buông thả hỗn hào, vô lệ không định tĩnh, thì vị tỳ kheo đó là bỏ rơi pháp và luật này. Và
và đời sống vị tỳ kheo đó không thể tăng trưởng được trong cái đời sống tu tập. Và thứ hai nữa là Đức Phật ngài nói, nếu một vị tỳ kheo nào đó mà sống cửa đảo, không lắm mồm lắm miệng, trang nghiêm, không ngoan cố, khéo định tĩnh, thì vị tỳ kheo đó, một vị tỳ kheo đó là đệ tử của Phật, vị tỳ kheo đó không có rời khỏi pháp và luật này. Đó là hai cái trường hợp mà chúng ta gặp ở trong nội dung bài kinh này. Thì trước tiên đó là chúng ta biết rằng đời sống tu tập của chúng ta nói chung đó là chúng ta tránh xa các cái việc ác, việc xấu, thực hiện các cái hạnh lành, và nhiệm vụ của mình đó là trau dồi cái tâm của mình cho trong sạch. Đó là điều cần thiết của một đời sống tu học. Chúng ta nhớ một cái câu pháp cú đầu tiên Đức Phật ngài dạy đó là Sappappa Passa Akkaranam Kusala Upasambada Sacitta Pariyodhabbanam Etang Buddhasasanam. Có nghĩa là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Đó là tôn chỉ của Đạo Phật đó. Mặc dù là câu pháp cú đó nói ngắn gọn là 4 câu thôi, nhưng mà có 3 câu chính mà Đức Phật ngài dạy đó là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật. Nhưng mà chúng ta thấy 3 cái câu đó đó, tuy như vậy nhưng mà không phải dễ gì làm, khó làm. Để mà làm cho trọn vẹn là chúng ta khó làm. Trở lại đời sống tu tập của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta là những cái điều gì hết sức là gần gũi thường nhật ở trong đời sống hàng ngày chúng ta, thường nhật hàng ngày luôn, chứ cũng không phải là một cái chuyện gì nó xa vời lắm đâu. Mà đây, ở đây Đức Phật này nói là nếu một vị tỳ kheo mà sống lừa đảo, lừa đảo. Lừa đảo ở đây mình muốn nói là tức là mình sống mà mình đi phỉnh gạt người khác, làm phỉnh gạt bằng lòng tin, phỉnh gạt bằng lòng tin, phỉnh gạt bằng sự tín nhiệm, phỉnh gạt bằng việc này việc nọ. Để gì? Những cái điều đó nó có nhiều cái lý do mà người ta đi lừa gạt, lừa đảo với nhau. Lừa đảo cái này, lừa đảo cái nọ, làm cho người khác tin mình, cuối cùng là không đúng như sự thật. Không đúng như sự thật. Đó là một trong những cái thái độ của người sống lừa đảo. Cái điều nữa muốn nói ở đây đó là lừa đảo ở trong các cái mối quan hệ. Chúng ta thấy rằng người xuất gia thì có bạn đồng phạm hạnh, người tu với nhau, chư tỳ kheo bạn đồng với nhau, hoặc là những người lớn hơn mình, hoặc là những người nhỏ hơn mình, hoặc là những cái người cư sĩ với nhau cũng vậy. Chúng ta sống ở đây là sống bằng với cái chân thật, sống bằng chân thật, sống bằng chân thật. Chân thật ở đây đó là không phải chỉ nói những cái lời nói thật không, đúng sự thật không, mà đó là chúng ta sống bằng bằng với chính cái tâm chân thật của chính mình. Mình tu tập sao, mình nghĩ sao, mình nói vậy, mình làm sao thì mình nói vậy, tâm mình sao mình biết vậy, và đời sống mình luôn luôn có thực hành theo pháp để rồi có cái sự hướng thượng trong đời sống tu tập của mình, thì là một trong những cái người sống chân chánh. Nó ngược lại với là cái sự giả dối đó, giả dối đó. Như vậy thì trong các cái mối quan hệ chúng ta thấy rằng chư tỳ kheo với nhau thì có những bạn đồng phạm hạnh, rồi có thầy tổ, có huynh đệ, rồi có những cái người lớn hơn hoặc là những người nhỏ hơn. Rồi ở trong vai trò của người cư sĩ cũng vậy, bạn đồng tu đạn là những người cư sĩ chung với nhau, nằm giới với nhau, có tam quyền ngũ giới, bát quan trai giới chẳng hạn.
Mình sống không phải là mình chỉ có những cái hình thức bên ngoài, mà thật sự là ở chúng ta trao dồi bằng cái chân thật, bằng cái nội tâm của chính mình. Chúng ta không che đậy những cái xấu xa, cái xấu của mình, hay là chúng ta không phải là dùng lời ngon tiếng ngọt để rồi chúng ta sống không có đúng chân thật, bản chất thật của chính mình. Tức là chân thật ở đây muốn nói tức là cái người sống không có lừa đảo á, là sao? Ở đây chúng ta đừng có nghĩ là lừa đảo tiền bạc hay là cái gì đâu không, mà nói chung là bao gồm cả những cái đó, trong đó có lòng tin nữa. Lòng tin, bởi vì cái lòng tin của người người Phật tử họ đối với mình, những người bạn tu với mình đối với mình, họ tin tưởng mình là người tu, thì mình cũng phải thể hiện đúng cái vai trò trách nhiệm của mình là một cái người tu xuất gia, hay hoặc là một cái người cư sĩ chân chánh, thì người đó cũng phải có cái niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả nghiệp báo luân hồi, tin ở nơi ân đức Tam Bảo. Cái đó là căn bản cốt lõi của một cái người tu, và chúng ta cần phải có cái niềm tin. Không phải là chúng ta không có niềm tin mà chúng ta làm ra vẻ chúng ta là cái người có niềm tin, không phải là cái hình thức đó. Ở đây muốn nói tức là sống làm sao bằng cái sự chân thật của chính mình. Sống chân thật của chính mình là điều quan trọng. Cái điều thứ hai nữa đó là Đức Phật Ngài nói là một vị tỳ kheo mà sống ngoan cố. Ngoan cố ở đây là cứng đầu, bướng bỉnh, cố chấp. Cứng đầu, bướng bỉnh, cố chấp. Chúng ta thấy rằng là vì sao mà chúng ta thấy ở trong tăng đoàn ấy, cái mối quan hệ và cái mối quan hệ cũng như là cái quy lực của tăng ấy, cái quyết định của tăng rất là quan trọng. Sống ở đâu cũng phải có tăng đoàn, tùy theo mỗi nơi, nhưng mà rồi đó là có chư tăng thân cận gần gũi để trao dồi học hỏi đó, để mình thứ nhất á, quý vị biết rằng Đức Phật Ngài nói rằng là toàn bộ trong đời sống phạm hạnh này đó là phải nhờ thân cận với những người bạn lành. Bạn lành ở trong đó là sao? Thứ nhất là những cái người tu cũng chung với nhau, có đồng tin, có niềm tin chung với chúng ta, có cái trí tuệ chung với chúng ta, cùng chung, rồi có một cái giới hạnh chung với chúng ta. Thì khi mà những người mà có những cái chung đó là chúng ta được xem như là người bạn. Cái thứ hai là khi mà chúng ta gần gũi những cái người bạn lành, những cái người bậc thiện trí thức trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ được học hỏi, được trao dồi, được tập tành. Chúng ta nói một cách khác là cái sự tập tành tu học theo. Bởi thấy một người tu tập tinh tấn thì mình cũng có thể dễ dàng có cái sự tinh tấn đó. Cho nên ở đây đó là có thể nói rằng là cuộc đời đó, mà nếu chúng ta có lỗi lầm mà mình không nhận ra cái lỗi lầm của mình, ngoan cố đó, thì nó nguy hiểm lắm. Trong luật tạng Phật dạy rằng một vị tỳ kheo khi mà phạm lực thì mình biết là mình phạm lực, phạm giới, mình biết mình phạm giới, được chi tỳ kheo nhắc nhở, và tùy theo cái lỗi đó, cái tội đó nó nặng hay là nó nhẹ, phải sự được cái sự chỉ dạy của chư tăng, được cái sự nhắc nhở của chư tăng, và sự được cái sự gọi là được cái sự gọi là phạt của chư tăng, trừng phạt của chư tăng. Tức là có những điều mà chúng ta cần phải biết rằng tùy theo cái lỗi lớn hoặc nhỏ, nhiều hoặc ít, tội trọng hoặc là tội kinh, tùy theo. Nếu mà được nhắc nhở mà có cái tâm ngoan cố
ngoan cố chống bà và lại nói trả treo lại hoặc là chối lỗi lầm của mình. Mình có lỗi mà mình không nhận ra cái lỗi của mình, ngoan cố rồi mình nói ra những cái lời xúc phạm đến Tam Bảo, xúc phạm đến Phật Pháp Tăng. Đây, nói ra những lời xúc phạm đến Phật Tăng. Một khi người ta đã nói mà mình ngoan cố thì đó là mình phạm đến Phật Pháp Tăng. Mà cái chỗ nương tựa của mình là Phật Pháp Tăng mà mình xúc phạm đến Phật Pháp Tăng là mình phạm một cái lỗi rất là nặng. Cái người đó là thứ nhất là phải do cái nguyên nhân là tham sân si chi phối họ để cho họ mất đi cái niềm tin Phật Pháp Tăng. Cái điều thứ hai nữa là do tà kiến, cái quan điểm, cái nhìn sai của chính mà làm cho họ phải có cái tính cách gọi là cái tính cách là ngoan cố chống phá lại, không chấp nhận theo những lời chỉ dạy. Đó là cái lỗi lầm. Mà trong kinh Pháp Cú chúng ta nhớ cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng có lầm lỗi tha lăng rầm rỗi, không lỗi lầm nhận biết, không lỗi lầm chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Phật dạy vậy. Cho nên nếu mà có lỗi thì mình nhận biết mình có lỗi, mà mình không lỗi thì mình nhận biết mình không có lỗi. Và khi mà mình biết nhận lỗi đó là mình phải sám hối, mình phải ăn năn, ngăn chừa cái lỗi đã phạm và tránh xa những cái lỗi không chưa phạm tới trong tương lai chúng ta không làm. Đó là cái người mà biết ăn năn sám hối, cái người biết ăn năn sám hối. Nhưng vậy cái tính ngoan cố là cái tính mà chúng ta biết rằng cái người mà có cái tính ngoan cố á, thì cái người đó không có biết sửa đổi lấy chính mình đâu. Họ không sửa đổi cho mình và họ không có hạ cái tôi của mình xuống, hạ cái bản ngã của mình xuống, để rồi là họ biết lắng nghe những điều đúng đắn. Đó là một trong những cái tính xấu, cái tính bất thiện. Cho nên ngoan cố cũng là một trong những cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta không nhìn, không thấy rõ. Có lỗi được chư tỳ kheo nhắc nhở, làm như vậy nó không đúng, làm như vậy không có hoàn toàn đúng như vậy, thì mình không biết lửa sửa lỗi của mình mà lại chống phá, hay là mình ra vẻ ta đây quên quang, hay là ra vẻ ta đây là người hiểu biết ta, ra vẻ ta đây là người lớn, ra vẻ ta đây là người như thế này thế nọ. Thì cái đó là những người đó họ không hạ cái bản ngã của họ xuống và họ không có thể nào học hỏi được những cái điều hay lẽ phải của những cái bậc hiền trí trong cuộc đời. Và cái người ngoan cố là cái người mà sinh ra những cái tâm mà thường là sân hận, bực bội rồi chấm phá. Cho nên những cái điều đó nó rất 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 là không tốt cho một cái đời sống tu tập của mình. Đó là điều thứ hai mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cái điều thứ ba đó là Đức Phật ngài dạy là lắm mồm, lắm miệng. Có nghĩa là trả treo nói gì? Nói cãi cho bằng được. Cãi cho bằng được. Dù ai nói, chúng ta cũng biết á, cái người mà lý tranh luận ở đây, tranh luận không phải là để rồi chúng ta hơn thua, mà tranh luận để tìm ra cái lý phải trong cuộc đời này. Còn cái người mà lắm mềm mồm lắm miệng ở đây đó, muốn nói tức là họ chối bay chối biến những cái hành vi xấu, cái hành vi xấu của họ, hành vi bất thiện của họ, và họ có thể lấp liếm, họ có thể che đậy với những cái hành vi xấu của họ bằng cái lời nói của họ. Cho nên là chúng ta tu tập á, là chúng ta tu tập thân, tu tập lời nói và tu tập tâm ý, hay là gọi là tu tập thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, chứ không phải là chỉ có tu tập cái tâm không, mà tu tập luôn cả cái lời nói của mình. Như vậy thì cái người mà lắm mồm lắm miệng á, muốn nói tới tức là cái người mà lấp liếm, che đậy, hơn thua với nhau, lời nói hơn thua với nhau,
không muốn sửa lỗi lầm của mình, không muốn lắng nghe những cái lời chỉ dạy của bậc thiện trí, không có lắng nghe những lời bậc thiện trí, rồi họ hơn thua với nhau, tranh cãi với nhau, tranh cãi với nhau, lời qua tiếng lại hơn với nhau, không muốn lắng nghe. Chúng ta biết rằng nhiều khi người ta nói một cái câu là mình khôn ngoan không phải là mình nói nhiều, khôn ngoan là mình phải biết lắng nghe, lắng nghe. Và ở trong hai pháp mà chúng tôi nhớ rằng để cho một cái người tu tập là cần được tiến triển là gì? Là Bharato Khosa Khanti. Bharato Khosa có nghĩa là lắng nghe và kham nhẫn. Lắng nghe và kham nhẫn. Nếu mà mình không biết lắng nghe thì mình không biết sửa đổi cái sai, cái làm sửa lỗi cái sai thì quấy của mình, và mình không biết lắng nghe thì mình không học hỏi được những cái điều tốt. Bharato Khosa tức là mình phải biết lắng nghe. Cái người tu tập là phải biết lắng nghe, lắng nghe coi những cái điều đó như vậy, để ta biết nào chúng ta chưa tốt thì sửa đổi cho tốt hơn, chúng nào cái nào mà chúng ta làm chưa được thì chúng ta cố gắng để làm những cái điều thiện chúng ta làm. Cho nên nếu mà mình bất cứ cái hội chúng nào cũng vậy, mà tranh cãi với nhau, hơn thua với nhau, lắm mồm lắm miệng với nhau, thì cả bản thân của cá nhân từng người đó là không thể nào, cái người đó họ cũng đã xa lìa pháp luật rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ dạy cái giải nghĩa cái từ mà pháp luật ở đây. Cho nên đó là hơn thua với nhau. Chúng ta biết điểm Phật, Đức Phật dạy như thế này nè: một vị tỳ kheo khi các thầy hội họp với nhau thì có hai việc cần làm. Một là nói năng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Còn nếu mà có yên lặng thì hai đó là yên lặng của bậc thánh. Nếu mà chúng ta các thầy mà nói Phật pháp, gặp mặt nhau mà chúng ta nói Phật pháp thì làm cho Phật pháp được sáng chói, hội chúng ở nơi đó sẽ hiểu rõ sáng chói ở nơi đó. Hội chúng đó, hội chúng của cư sĩ, hội chúng đó là hội chúng của xuất gia, hội chúng đó là của sa môn, bà la môn, vân vân. Nếu mà chúng ta đem Phật pháp ra chúng ta bàn luận thì chỗ đó là chỗ để sáng chói, cái hội chúng đó sẽ được sáng chói. Sáng chói là sao? Là chúng ta điều nào chúng ta chưa hiểu chúng ta đem ra luận bàn. Chúng ta quay lại trong cái bài kinh Mangala Sutta, Đức Phật ngài dạy rằng biện luận về Phật pháp á, là một hạnh phúc cao thượng, một phúc lành cao thượng, một phúc lành cao thượng. Cho nên nếu mà chúng ta biện luận, chúng ta nói về Phật pháp để rồi làm sáng tỏ cho Phật pháp, chúng ta hiểu rõ cái này, hiểu rõ cái ý kia, chúng ta hiểu rõ như vậy để chúng ta thực hành thì nó có lợi cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tranh luận lắm mồm lắm miệng, hơn thua với nhau điều này điều nọ thì rõ ràng là đem ra cái sự tranh cãi. Bởi vì hơn thua với nhau thì phải xuất phát bằng tâm sân, hơn thua với nhau thì phải xuất phát bằng tâm tham, hơn thua với nhau thì cũng phải xuất phát bằng cái tâm si, hơn thua với nhau bằng xuất phát bằng cái quan điểm sai lệch của chính mình, đó là tà kiến. Cho nên là chúng ta không có đem cái chuyện mà lắm mồm lắm miệng, tranh cãi hơn thua nhau, mà chúng ta nếu có nói thì nói Phật pháp, chia sẻ Phật pháp cái gì đó. Nếu chúng ta gặp mặt nhau thì chúng ta nên nói những điều đó. Để đi rồi để chúng ta hiểu rõ hơn, củng cố cái tri kiến của mình cho được đúng đắn hơn. Còn mình hơn thua với nhau, tranh thua với nhau, chuyện này chuyện nọ nó chẳng có lợi có gì cho mình. Mà rốt cuộc cái tâm của mình nó bị chi phối bởi phiền não, bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tà kiến, vân vân. Cái đó không tốt. Cho nên là nếu mà chúng ta gặp mặt nhau thì nói bằng nói, biện luận về Phật pháp để cho sáng tỏ. Còn nếu chúng ta có yên lặng thì hãy giữ cái tâm của mình yên lặng như là một bậc thánh. Có nghĩa là sao? Giữ cái tâm thanh tịnh bằng phương pháp thiền định của mình.
bằng phương pháp thiền tập của mình, giữ chánh niệm, giữ định tâm trong một đề mục. Cái đó nó có lợi cho mình, có lợi ích cho chúng ta nhiều lắm. Còn nếu chúng ta hơn thua nhau ở hội chúng này, hơn thua nhau, càng tranh cãi nhau thì cũng không phải là tốt. Dĩ nhiên là chúng ta có cái những cái chuẩn mực để chúng ta căn cứ vào đó, để gọi đó là pháp và luật để chúng ta thực hành. Nhưng đương nhiên là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tranh cãi nhau, hơn thua với nhau mà không có căn cứ vào pháp và luật thì rõ ràng là cái tranh cãi và hơn thua đó nó cũng chẳng có ích lợi gì cho mình đâu. Chúng ta phải phân biệt được là tranh cãi lắm mồm lắm miệng và biện luận về Phật pháp nó khác nhau, nó khác nhau chỗ đó. Cái ý thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây là hỗn hào vô lễ không định tĩnh, sống buông thả hỗn hào vô lễ không định tĩnh. Thì quý vị thấy rồi đó, thân và tâm của chúng ta nó giống như là một cái gì nó có sự ràng buộc. Ở đây là gì? Chúng ta ràng buộc bằng cái chánh niệm, chúng ta giữ gìn cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, đời sống của mình tu tập là cần phải có chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm như là một sợi dây cương của một con ngựa, chánh niệm như một sợi dây cương của một con bò để điều khiển con bò nó đi theo cái ý muốn của mình. Chánh niệm rất là quan trọng. Cho nên ở đây nếu mà mình sống buông thả, buông trôi, buông thả có nghĩa là ok, nó theo cái cảm tính của chính mình, theo cái mà người ta gọi là cái gì, cái lòng mà mình gọi là cái bản năng của chính mình, cái bản năng của chính mình. Bản năng ở đây chúng tôi muốn nói tức là bản năng bởi cái người phàm phu, bản năng của lòng tham, bản năng của lòng si, bản năng của lòng sân, bản năng của quan điểm trái, cái của mình, chính mình, tức là tà kiến ấy. Mình cứ theo nó thôi, mình buông trôi, cứ cuộc đời nó mình nghĩ sao mình làm vậy, và mình không cần phải suy xét cái điều này đúng, điều này sai, nói ra, hành động ra, suy nghĩ ra, thì cái điều đó không phải là buông xuôi. Mà cái người mà sống buông thả như vậy đó thì thường là nói năng không có kiểm lời. Người ta bên ngoài người ta nói một cái câu là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Ý muốn nói tức là chúng ta phải có cái sự suy tư, suy nghĩ trước khi chúng ta nói, suy nghĩ trước khi chúng ta nói. Chúng ta nói những cái lời nói như thế nào để rồi dạ con cung thỉnh thường tọa pháp tân cầm mic trở lại đạo tràng, chúng con hết nghe âm thanh của sư rồi. Dạ nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, có lẽ thượng tọa Phật tăng
Bị rớt nét rồi. Dạ, cảm ơn sẵn đông. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa Pháp Tăng. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, sư có nghe được. Rồi, quý vị quan hệ chờ trong giây lát nha. À, sư rời room là sư sẽ trở lại. Dạ. Dạ, sư biết là nghe không, nghe nói không ai nghe rồi nên sư đã rời room rồi. Dạ, đạo tràng quan hệ chờ trong giây lát. Dạ, để Nhật Bình coi có vị nào mới vào không. Dạ, kính lễ cô tu nữ Viriyatana vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào Âu Sức Linh vừa vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mít để cho đạo tràng. Dạ, con thấy thường tò đã vào rồi. Dạ, con kính dân mít đến sư, bạch sư. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Vác Thanh Hà, cô Tùy Duyên. Bây giờ chúng tôi nói đến cái ý thứ tư ở đây đó, là buông thả hỗn hào, vô lễ, không định tĩnh. Tức là mình sống, cuộc sống mình, đời sống tu tập của mình là mình cứ buông xuôi theo phiền não. Buông xuôi theo phiền não. Mình không có thu thúc là chính mình. Rồi từ cái việc mà mình không thu thúc chính mình á, mình đưa cái bản ngã của mình lên, đưa cái tôi của mình lên. Rồi cuối cùng á, mình coi ai cũng chẳng ra gì. Người ta nói cái câu là mục hạ vô nhân, dưới con mắt của mình là không có người nào đáng, xứng đáng. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là con người của mình đưa cái bản ngã lên. Và khi mà bản ngã của mình nó tăng cao á, thì mình không còn làm cho cái tâm của mình nó nhu nhuyến được, thiếu đi cái sự kham nhẫn, thiếu đi cái sự lắng nghe. Như chúng tôi đã nêu khi nãy, Đức Phật dạy Barato Khosa Khanti, Khanti Barato Khosa, có nghĩa là phải có nhẫn nại và phải biết lắng nghe, phải biết lắng nghe. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng nếu mà mình sống cuộc sống buông thả như vậy đó, thì mình coi ai cũng chẳng ra gì. Cho nên là cái thái độ của mình, cái thái độ cử chỉ của mình tỏ ra là một cái người ra vẻ ta đây. Cho nên là mình sinh ra một cái tâm ngạo mạn, và vì đó mình mới sinh ra một cái thái độ của người không có lễ phép, không có lễ phép. Lễ phép mà người ta gọi là khiêm cung. Con người phải sống khiêm cung, tức là vừa là khiêm nhường mà biết cung kính, cung trọng, kính trọng những người khác. Cho nên ở đây đó là, mà chúng ta biết rằng một cái lời nói ra đó, ông bà chúng ta nói một cái câu là nhất cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức. Tức là một lời nói mà nó không đúng đắn rồi đó, thì tổn cái đức của mình, nghiệp khẩu của mình nó nặng. Và vì đó cho nên là từ cái việc mà chúng ta không có kiểm thúc của chính mình, sống buông thả như vậy, thì tâm mình khó bao giờ định tĩnh. Tâm chúng ta khó bao giờ định tĩnh. Cho nên là mình mà có một cái gì đó, tâm của mình nó luôn luôn trong một cái trạng thái phóng dật, luôn luôn trong một cái trạng thái tâm sân hận, luôn luôn trong một cái trạng thái tâm si mê, tham lam. Và chính vì vậy đó, cho nên là mình không có định tĩnh nội tâm, và cũng chẳng có lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình. Mà mình tu đó, quý vị thấy rằng là mình không định tĩnh là một cái thất bại. Và vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là cái người đó, họ, đời sống của họ sẽ không thể tăng trưởng được, không thể tăng thịnh được, và không thể tiến triển được trong pháp và luật này. Chữ pháp và luật ấy, thì chúng ta hiểu ở đây gồm pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp và luật, Dhamma Vinaya, có nghĩa là pháp và luật. Cái chữ nó là như vậy. Pháp luật ở đây đó là có thể là bao gồm pháp học. Pháp học tức là mình học
về Tam Tạng Kinh Điển, lời dạy của Nguyên Thủy của Đức Phật. Chúng ta học, chúng ta học để chi? Để củng cố cái tri kiến của mình cho nó đúng đắn. Và mình học củng cố tri kiến của mình đúng đắn rồi đó, thì mình phải thực hành. Thực hành ở đây đó là thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Chứ không phải là chỉ nói là thực hành là chỉ là thực hành thiền tập không. Không phải là vậy. Nhưng mà trong định và tuệ đó thì có nghĩa là đời sống mình trau dồi thiền định và thiền tuệ rồi. Và giới là nền tảng cần thiết để mà mình trau dồi, mình giữ gìn. Cho nên ở đây đó là pháp và luật là nói thứ nhất là pháp học và pháp hành, thì gồm giới, định và tuệ. Và nếu mà chúng ta xa lời pháp luật này đó, thì đời thánh đạo, thánh quả chúng ta cũng không thể nào mà có sự thành tựu được. Đó là như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài nói cái người thứ hai đó là cái người sống thứ nhất là không lừa đảo, như chúng tôi đã nói. Tức là mình sống phải chân thật bằng cái suy nghĩ, hành động, việc làm của mình, lời nói của mình, đó phải là chân thật. Cái thứ hai nữa là cái người đó không có lắm mồm lắm miệng, tức là không có tranh cãi hơn thua, mà chỉ biện luận về Phật Pháp. Cái nào nói về Phật Pháp mà để cho chúng ta rõ hơn tí nữa thì chúng ta nên cố gắng nói những cái điều đó, nói để cho mở mang trí tuệ cho chúng ta, nói để chia sẻ những cái điều đó để cho người khác có được cái sự lợi ích. Cho nên là cái người mà không lắm mồm lắm miệng là không có hơn thua. Không có hơn thua theo cái nghĩa hơn thua bằng cái đời là nói sao cho người ta hơn mình hơn người ta được. Chứ mình không có, không cần phải suy xét rằng cái lời nói mình nó có đúng chân lý hay không. Chúng ta không cần phải suy xét điều đó. Mà cái người như vậy đó là cái người không lắm mồm lắm miệng. Mà cái người mà có lời nói đúng đắn ấy, không lắm mồm lắm miệng ấy, thì ở đây đó là cái người biết nói những Phật Pháp, suy tư về những lời dạy của Đức Phật và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và cuối cùng là chúng ta trang nghiêm, không ngoan cố, có định tĩnh, trang nghiêm. Quý vị biết rằng là cái tâm của một người mà có sự định tĩnh, có sự định tĩnh. Quý vị biết rằng là mình sống ở đâu cũng vậy. Mình giữ cái gì cũng không bằng giữ cái tâm của mình. Xin thưa quý vị, giữ cái gì bên ngoài nó không bằng giữ cái tâm của mình. Bởi vì cái mục đích chính của cái đời sống tu tập của chúng ta đó là làm sao để an lạc nội tâm. Và cuối cùng là chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Nhưng mà chúng ta giữ cái gì đó cũng không bằng giữ chính cái tâm của mình. Giữ chính cái tâm của mình. Cho nên nếu mà mình tán loạn thì không thể nào mà có cái sự thành tựu tu tập tốt được nữa. Mình không có được cái niềm an lạc. Mà một người có định tĩnh thì mới có được niềm an lạc trong đời sống tu tập. Cái đó là cái hương vị của giáo pháp. Cái hương vị của giáo pháp. Cho nên nếu chúng ta tu, dù là chúng ta ở một vai trò của một bậc xuất gia, hay chúng ta ở vai trò của một cái người tu nữ, hay chúng ta ở vai trò của một người cư sĩ, một thiện nam tín nữ, mà nếu như chúng ta bỏ đi cái tâm của mình, chúng ta không gìn giữ, không định tĩnh được cái nội tâm của mình, thì chúng ta cũng không có cái sự lợi lạc gì. Bởi vì chúng ta biết rằng là để mà có được một cái đời sống tu tập trọn đời của mình thì ít ra mình phải thật sự là hoan hỷ, thích thú trong cái việc mà mình hành trì giáo pháp. Chúng ta nhớ cái câu pháp cú Đức Phật dạy không? Vị tỷ kheo mến pháp, suy tư tâm tư suy pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Vị tỷ kheo thích mến pháp, thích pháp, mến pháp, suy tư pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Mình phải hoan hỷ, thích thú, hoan hỷ, thích thú, mến ở trong, thích thú ở trong cái lời dạy,
của Đức Phật và cái sự hành trì của mình đối với cái lời dạy của Đức Phật. Qua pháp hành, qua pháp học, mình quan nghĩ, rồi mình sống ở trong đó, sống ở trong đó, thật sự là mình niềm tìm được cái nguồn an lạc, thì dù hoàn cảnh nào mình cũng không có rời bỏ chánh pháp này. Như vậy thì một người mà ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là sống là phải biết là trang nghiêm, rồi không ngoan cố, rồi khéo định tĩnh. Tức là quý vị thấy nè, mình đi đâu thì đi, làm gì thì làm, lúc nào cái tâm của mình cũng giữ, giữ cái tâm của mình trong cái đề mục. Mình đừng có nghĩ gì chút đó mình buồn, nghĩ gì chút đó mình sân, nghĩ gì chút đó mình thích thú. Cho nên là cái chúng ta để ý cái tâm của mình, một ngày 24 tiếng, ngoại trừ những cái lúc chúng ta ngủ thôi, chúng ta lúc đó nó là theo cái vị người phạm phu của chúng ta là theo cái chu kỳ sinh học bình thường của chúng ta thôi, cơ thể bình thường của chúng ta là có những lúc chúng ta thức, có khi chúng ta ngủ. Ngoại trừ những lúc ngủ thì những cái lúc nào mà thức đó, thì chúng ta nên giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình, giữ bằng phương pháp thiền định, thiền tập, thiền tuệ gì đó, bằng chánh niệm hay là bằng cái chánh định ở trong đời sống. Tức là mình trụ tâm trong một cái đề mục, tùy mỗi người đang theo dõi cái đề mục của mình, hoặc là mình tu tập trên phương diện thiền quán, tức là mình giữ cái chánh niệm ở trong đời sống của hơi thở, của các quay nghi, là cái tâm của mình ra sao, mình phải biết ghi nhận, biết rõ như vậy. Đó là điều tốt. Cho nên chúng ta nhớ cái câu pháp cú mà nãy chúng tôi đã nói, Đức Phật dạy là không làm việc ác. Là nãy giờ đó, một vị tỳ kheo nói đến cái việc là không lừa đảo, không ngoan cố. Vị tỳ kheo không lừa đảo, không ngoan cố, không lắm mồm lắm miệng và không buông thả đó, hỗn hào vô lễ, đó là không làm các việc ác đó. Mình hiểu như vậy, không làm các việc ác đó. Tôn chỉ của Đức Phật dạy, ba đời chư Phật dạy như vậy. Sabbaba basa akaranang kusala upasambada sacitta pariyoda banang etang buddha sasanang. Đó là lời chư Phật. Như vậy là lời chư Phật dạy chư Phật. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Cho nên đây là lời chư Phật dạy mà. Mình không làm các việc ác, nhưng mà mình phải gắng làm các cái việc lành, gắng làm các việc lành, các cái công đức thiện sự, từ cái việc giữ giới, từ cái việc giữ nội tâm của mình, từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc cung kính. Chúng ta làm nhiều, rất nhiều thiện sự, phải nhiều cái thiện sự, nó hỗ trợ cho chúng ta, để rồi chúng ta tu tập mới có thể có được cái sự an lạc, mới có được cái sự giải thoát. Chứ chúng ta mà chúng ta biết rằng mình nhiều cái nghiệp bất thiện thì dày nhiều, nhưng mà phước chúng ta mỏng, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tạo thôi, và có tạo rồi tích lũy từ đời này sang tới đời khác, đến khi nào chúng ta giải thoát thôi. Mà thường đó, chúng ta biết rằng chúng ta hay có những cái sự chủ quan, có những sự quan. Có hai chủ quan là thường thường là chúng ta nói là chúng ta tinh tấn như vậy là đủ rồi. Ngồi thiền bao nhiêu đủ rồi, giữ chánh niệm nhiêu đó đủ, giữ giới nhiêu đó đủ rồi, bố thí cúng dường nó bao nhiêu đủ, cung kính bao nhiêu đó là đủ rồi. Không phải, ngồi thiền bao nhiêu đó là đủ cũng chưa phải. Bởi vì chúng ta thường sanh ra những cái sự chủ quan ỷ lại là mình đã chúng ta nói là thiện pháp chúng ta làm đầy đủ, đầy đủ nhiêu đó đủ, không đủ đâu. Chúng ta biết là luân hồi từ vô lượng kiếp rồi, phiền não thì nó chất đầy rồi. Một ngày một bữa một kiếp gì đó mà bảo rằng nó đủ số để mà nó lấn áp được những cái pháp bất thiện phiền não thì nó cũng chưa đủ, chưa đủ.
rồi chúng ta tinh tấn bấy nhiêu, siêng bấy nhiêu, từ đó giờ siêng năng nhiêu đó nghĩ là đủ, nhưng cũng chưa đủ, cũng chưa phải là đủ. Cho nên các bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì các ngài có gọi là có hai cái pháp mà chúng ta nhớ, đó là tinh tấn bất thối và thiện pháp không thấy đủ, thiện pháp bất bảo, hay là tinh tấn bất thối, thiện pháp bất bảo. Tức là tinh tấn không bao giờ thối chuyển, dù lúc nào cũng vậy, không bao giờ thối chuyển, tinh tấn trong thiện pháp. Rồi thiện pháp là không bao giờ thấy đủ, nói ở đây không nghĩa là tâm tham, nhưng mà không bao giờ đủ. Và chính vì vậy, đó là cái động lực, đó là động lực giúp cho các ngài lúc nào cũng tinh, lúc nào cũng thực hành thiện pháp, mới gọi là tròn đủ pháp độ ba la mật được chứ. Còn chúng ta thấy đủ, chúng ta đứng lại rồi, chúng ta thấy là tinh tấn bấy nhiêu đó là được rồi, thì chúng ta đứng lại dậm chân tại chỗ rồi. Chúng ta làm sao mà tiến được? Một phiền não thì quý vị biết rằng là nó đầy dẫy. Thiện pháp mà không tăng trưởng thì ác pháp tăng trưởng, là vậy. Cho nên cái này nó không có lấn lướt cái kia được, nó vượt lên thì cái kia nó sẽ lấn lướt vượt lên, nó vậy thôi. Thiện pháp không có đủ sức để mà nó đẩy lùi cái pháp bất thiện, thì pháp bất thiện nó sẽ tăng trưởng lên, nó nguy hiểm. Cho nên trong cái sự tinh tấn của mình nó là gì? Đó là mình thận trọng không cho pháp bất thiện sanh ở trong, không cho pháp bất thiện sanh ở trong tâm mình. Và khi mà pháp bất thiện đã sanh ở trong tâm rồi thì mình nên tìm cách tu tập để đẩy lùi cái pháp bất thiện đó đi, chứ nuôi nó hoài, chứa chấp nó hoài, tích lũy nó hoài, làm sao mà nó hết được. Rồi thiện pháp nào mà chưa có ở trong tâm mình thì mình đang cố gắng mình nuôi dưỡng nó lớn mạnh lên. Rồi khi đã có rồi thì mình phải bảo vệ, gìn giữ nó giống như là một cái viên ngọc, giống như là cổ quý của chính đời sống tu tập của mình. Cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Và cái người mà có được những cái thiện pháp đó đó, thì cái người đó không có xa rời pháp luật này, tức là không xa rời giới, định và tuệ. Hiểu là như vậy, là không có xa rời. Như chúng tôi đã nhắc cái câu pháp cú khi nãy mà Đức Phật ngài dạy, thì ở trong nội dung của cái bài kinh Đức Phật ngài dạy, cái kệ ngôn mà chúng tôi đọc lại ở đây: lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh đẳng giác giảng không lừa đảo lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định. Tức là họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, được bậc chánh giác giảng. Thì Phật dạy mình á, là để tu tập, nhà tu tập, tránh đi những cái pháp bất thiện mà chúng tôi vừa nêu khi nãy. Đó là gì? Đó là lừa đảo, ngoan cố, lắm mồm lắm miệng, hơn thua nhau, rồi buông thả, hỗn hào, rồi tâm mình không định tĩnh, thì mình sẽ xa rời giáo pháp này. Còn ngược lại, nếu mà mình không lừa đảo, không lắm mồm lắm miệng, trang nghiêm và không ngoan cố khéo định tĩnh nội tâm, thì cái đường mà đi đến giác ngộ nó gần với chúng ta, nó gần hơn. Mà Đức Phật ngài mong muốn gửi gắm lời dạy của ngài đến cho hàng tứ chúng, mong sao cho hàng tứ chúng được tu tập, được giải thoát. Đó là điều mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta trong đời sống tu tập này, rất là quan trọng. Cho nên hôm nay đó là cái bài học mà chúng tôi vừa mới trình bày đó, cũng có nghĩa là Đức Phật dạy cho chúng ta ráng cố gắng sửa đổi cái lời nói, hành động, tu tập của mình, nó gọi là tránh xa các việc ác đó. Rồi mình thực hiện các cái hạnh lành ở trong đời sống, trong đó có cái việc là sống có cái sự thu thúc, sống có cái tâm định tĩnh. Và khi mà tâm có cái định tĩnh tu tập như vậy thì mình có thể là gần gũi với giáo pháp này, gần gũi pháp và lực này. Pháp lực có nghĩa là chúng ta không rời bỏ giới định tuệ để hướng đến cái đạo lộ giải thoát, đó là niết bàn. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây.
Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tăng. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de gota sapa buddha na pha vena sada sati kawan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de gota sama ma na pha vena sada sati kawan tu te Vato sapa mangalang rakhan to sapa de gota sapa sangha na pha vena sada sati kawan tu te. Tất cả phước báo đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi đến, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn, cho được được thành mỹ mãn. Và sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư Đông Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đê na. Ya de wa ta santi vihara wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ka ron te tha vihara mang da le the ra cha ma cha na wa ka cha bit ka wo sa ra mi ka da na ba ti u ma sa ka Gama cha de sani gama